của Lý Tưởng, một bạn, một giọng hát trữ tình rất là ngọt ngào và truyền cảm. Chúng ta cùng cổ vũ cho phần dự thi của Lý Tưởng thành công với ca khúc Dấu Trận Kỷ Niệm. Đường tình đôi người chan chứa không bao giờ phải như dòng suối tình nghiêng mai. Có anh và em còn ai còn anh còn đã yêu nhau trong cuộc đời. Chuyện tình từ một chiều dừng chân. Không còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng đây là một giọng hát rất trữ tình và đặc biệt cực kỳ mượt mà và truyền cảm. Tuy nhiên bạn Lý Tưởng cũng lưu ý với những ca khúc mình dự thi thì ta nên chọn phần nhạc đích thật chuẩn rút nhưng mà rõ ràng phần nhạc nền của bài hát này rõ ràng là chưa được sạch cho lắm. Nếu bạn cần thận chọn cái nhạc đích hay hơn thì chắc chắn sẽ còn hay hơn nhiều. Vâng, cảm ơn chị Quán. Thank you.
ngày ta mới đầy đâu em chỉ vâng, xin hết ạ.